Chiết hoa đoạt tụ tội
trời không dung. Đường thiên lý quang sáng mà bơ, hỏi ông chẳng già câu tỏ cho ai. Quan lớn hỏi chẳng hỏi gió, hỏi trời, hỏi rằng nguyện lão chiêu người đi đâu. Cây ơi có thấu hiểu cho lòng ta, sơn cùng thủy kiệt sương xa ta lạnh lùng. Thà thác trong còn hơn sống đục, nước sông kỳ cùng tăng ngọc côn sơn, kỳ cùng yêu hát trăng non, sông cùng trong đục đục lệ tuôn ra. Mà lòng người đau như cắt, nợ trần hoàn quan quyên trả cho xong. Lòng riêng đã quyết vỡ, dứt dây oan nghiệt để cho xong tội. Có thương người đã khuất, bồng bồng đùng đùng chớp giật mưa bay, nỗi oan triệt đất đồng trời, xây oan khép lại, xây oan khép lại. Thành đôi ông bạch xa. We'll be right back.
nào trên cơn mơ tiệc thung dung thỉnh tán tòa tiến thanh công đồng một lời sân cũ đàn
phán các quan đế tà phán níu phó hoát lưỡng ban tóc đàn lệnh truyền bạn nó đôi hàng căn sửa dựng nên tương lai căn sửa dựng nên mà thành ông tộc đối chết biến rõ ràng về cho nhì vị thiên sinh chấp quỷ u mê lầm lỗi biết tìm về đâu hôm nay khó số dựng cổ em về tới đâu nhớ chép biến rõ ràng tên chó khi đi tìm sinh dồn trong tay về đồng dồn trong tay ngủ trên đầu từ cứu người trần gian cứu cho thời đó tôi muốn ăn lông về chim hát nhân đàn we
lần đi vương tê thiên chị bích
trường sinh như chú phú trước khi khang lên họ truyền cố cho xuống đến đây đủ là một chữ phê trên nhà là một chữ phê cảm phiền chữ tình tao lại đổi gì tả sai biết được bất kỳ cô lịch sử ơi ao
ngọc bao cô nương
cơ siêu quang minh chứng đàn diệu ngã tinh tăng cúng sàng kim phùng hoàng thân quần Phật thanh tín trung dương. Gan cân giả tư bi mẫn chúng sinh cô ca tâm tình lệ khai hoang thân cơ siêu ông về chứng sơ mặn mà. Văn sơ dựng lên tương lai, văn sơ dựng lên là trình quan đệ nhất ni chép biến rõ ràng thế cho nhị vị thần sinh. Trường sinh như cửa nhà khang thái nhà phúc lái dù về đêm cho sức mấy đôi đường. Tây anh có dư 500, tây anh có dư 900 đào bùa Phật và tổ truyền ban quan về ba năm xét xong. Là bức phê sai chìm nhang, là bức phê sai thảm thuyền chư tướng đáo lai hồ trì tả sai binh bộ binh tùy. Tam giới khâm sai chức đại thần.
tặng những vò hát lướt ban tao đàn lệnh truyền văn hóa đôi nàng. Văn sơ dựng nên tương lai, văn sơ dựng nên nơi nó trình quan giám sát như chép biên rõ ràng về cho nghỉ vị trình sinh. Trường sinh nghe cửa nhà khang thai phục lái dầu về nấm cho dù cánh đôi đường. Tiến xa dâng lên ngày hôm nay để thủ con à, tiến xa dâng lên trình quan giám sát châu phê cho dành dành phê cho đủ thủ đường. Trên đỉnh thượng nghi
cùng gieo vẹn á thông dân
tuần nhang Long Thành, có một tuần nhang Nga Tâu về thoải thoải các sinh các tòa tiên đi chân đó xin là chân đó xin là tiên đi chân đó xin là Tâu về thoải thoải cha đồng đình hồn xưa là cho thủy cung căn sở dâng lên tương lai căn sở dâng lên là trình quán tam phủ chép biên rõ ràng thế cho nhì vị vệ sinh
trở về tỉnh Bắc đi quê xưa lục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nước về tùy quốc nghi nghe người triệt quân lấy ngọc liên ly đùng đùng sân hương phép đời có ai đã sáng sông Thao con sông Cà chờ xa về chờ xa về người đồng ngã ba chân cũng xưa ta đang hát đẹp tình tìm kiếm phú hồng bàn tranh con chơi bờ người đi khói, người nghe tan cơn hạ.
sâu, như sông Rau sông Cầu con sông Hát. Khi lên gành xuống thác trèo đôi, tuyên dòng trăm mái trèo đôi, dọc ngang tuân lạnh là nơi quan đi về. Về trời nhân dòng nghề trời trời vua phong nghi quyền quán đệ tứ quay hùng dậy vàng tinh gia lấm liệt tung oanh gia quý quan đệ nguyễn thời lấm liệt tung hoành nghề trừ tà sát tủ nên danh bậc tướng tài cảnh thiên thai quan tân sáng núi các bộ lạc thứ tự thank you.
tiếp dựng lên trình quan để ngũ chép biên rõ ràng kể cho nhị vị trường sinh. Nhị vị trường sinh về cho đôi chú trường sinh nghe cửa nhà thang thai nhà phục lai dù bền ông cho dù mấy đôi đường. Chừng nơi trái tâm về đồng, chừng nơi trái tâm mà đủ cho đế từ xa gần làm tôi từ nay lên số yên ngồi. Đế từ con nay tiến mã dương hình trước trình Phật thanh nghi sau trình vừa cha trình lên để đế tôn quan. Ga lăng cân xả ăn cư bề mân chúng sinh cô ca đăng tình lệ gái quán thật cỡ diệu ông về chứng ma văn. Mm-hmm.
miền xiêm hải sông tranh nước lòng A Di Đà Phật. Hôm nay Long Vân khách ngồi ngày đảm thác tiệc, tháng 8 tiệc cha, tháng 3 tiệc mế này, tháng 5 tiệc quan. Già chân con lên mẫu thì con tấu quan lớn đề ngũ tuần tranh thương danh nước tiếng. Nay văn thính thầy mời sẽ bóng ông về để sáng bản đền chứng minh công đức sáng phúc lưu ân. Họ trình chúng con cho cân đào áo thắm bắc ghế cho ông ngồi bắc ngôi trong ngự nay thỉnh ông lại vái bóng ông về. Đông chính cành vàng đã sớt nàng thưa lễ mỏng trên chay dế mặn kim ngân kim xuyến long chu tài mạng. Để ông đồ cho đệ tử chúc con từ nay trở đi từ chí hữu hồ song chốn gia chung được yên cửa yên nhà được yên tòa yên bóng được yên căn yên phố và yên sở đế đình. Được nước chảy một dòng được thuyền về một bến. Các uốn các tiểu được ăn như cũ mà được ngủ như xưa được lành yên lạc được mát như nước công thì thành danh thì toàn. Xong về chứng tâm chứng lễ của đồng thầy thủ nhang họ trịnh chúng con. Được cao tay bói cũng được giỏi tay đồng được đông con nhang bắt ngàn đệ tử chữ linh mới quyết đi cứu người khổ để độ người có tâm. Xong chứng tâm chứng nếu pháp sư đồng thầy thủ nhang đồng đền tay quỳnh tay quế văn đàn tiếp khách bắt xa trăm họ. Con mua cái bán cùng con quán cái gửi thầy cơ điện họ trịnh ghế ông. Để ông đổi cho mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi lộc ba tháng hè chín tháng đông. Già thì được mạnh khỏe mà trẻ thì được bình an được phúc của Đông Hải được thọ tỷ Nam Sơn. Lộc được như vân lai mà tài được như xuyên trí mà vạn sự không cho ý sở cầu tòng tâm. A Di Đà Phật lạy ông sống chánh sống chánh ơi hồi sống chánh. Thank you.
phù đất ninh quán lớn khuyên họ Trịnh có nơi sống ở trên đời phải có nhục mới có chữ trung chữ hiếu mà có cả chữ tình trong ba chữ đó còn xin quan lớn phận minh cho họ Trịnh cùng bách xã trăm họ chúng con được tỏ chữ trung quan khuyên các con hãy chung với nước là hơn chữ hiếu các con phải trọn vẹn má chữ tình mãi không phải quán gia trần sáng khổ vì đời cho chồng đào của tôi ở trên phủ Ninh Gia vẫn còn in thanh tịch ngồi đền đế cùng vẫn in đậm nét quán sống chay đêm ngày vẫn chay sông vỗ tuôn trào quần quần chay về đâu chúng con vẫn ghi nhớ người tráng sĩ lập nên công trời thay đổi người anh hùng cố pha mang nặng cố xiềng ngày 25 tháng 5 mà chính ngày hôm nay 25 tháng 5 quan tuần bị bắt quan trốn sơn cùng thủy kiệt quan lớn quan trực tiếp tùy nguyện với lòng ai kết thì lại xương xa xương xa vì đời bội bạc mà sự ngây gian đảo lộn
tưởng mất lòng bao. Chiến quan tuần đi khắp mọi nơi, quan tuần oan vì triển ong bướm lá rơi. Xin đâu có chiến hoa đoàn tuyệt, sao nỡ tội trời không dung. Tấm hoàng bào người nay đã nhuộm tràm xanh, mà tấm thân đành để nhường vĩnh ngôi lẻ thường. Tấm thân mà đành để nhường vĩnh lẻ thường. Quan hỏi chẳng già, quan hỏi chẳng già, thấu tỏ không chẳng. Ông hỏi chẳng hỏi nước hỏi gì, hỏi rằng mà quên lão chứ tôi chết người bởi vì nhân gian. Nhưng nào
Sơn có một mình vò tương cánh chân hoàn, tương cánh chân hoàn biết phải kêu ai. Quan tuần thạc đi họ trình con, quan tuần thạc đi mong con trên đời tu tâm về tịch để hưởng cuộc đời về sau. Khi trời bạc chúc bạn ai bạc loan.
tụt ngọc xuống vầy mà xương ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều lòng sân này ngừng mà mà phấn lưng ngóng mới phấn tượng ngóng mà dịu xa
tình một mình chú hai hoa, hai trăm hoa đem về chứa giấc mơ. Hoa hay để về một giờ chúc mừng xuân đi, không những lúc đã giờ lúc từng đồng nhị ân nghĩa quê nhà.
Hãy
Chúa tiên nhi
Chúa về, Chúa về chưa bệnh trần gian, bệnh nào cũng khỏi khôn ngoan tức thì. Hỏi bệnh rồi Chúa chẳng lấy chi, lấy thở trai núi cùng thì chiếc thà tí à. Dòng nghề công Chúa thiên tài, rằng
sinh hạ rơi kia quyền là cái thương ngàn gia nổi phải phủ thiên thai để ban châu phải phủ thiên thai lần xa võ từ dậy ra thác bờ dương văn lý công chúa thác bờ chờ bờ chốn đó chốn là dùng công chúa tự động thành ra tích cuốn lê chiều giờ trắng nghe tích cuốn lê chiều chầu nằm công chúa mỹ miều thành ra cho lục cung nương sắc phong châu lục lục cung nương nghi vốn nó dòng chân thì sinh nghi trên thường ngàn thành ra bảy kim sao cung thịnh mời châu bảy đèn kim sao thịnh mời cho ba loan ra sang đàn thanh gia hồi cung bắt màn đại tướng đông dung châu tam bát thịnh mời châu tam tiến đi là thái bình thanh gia châu chín cơn mốn cung thịnh mời châu ma loạn xa sáng đàn thanh gia đông mò chi lăng ai đi đông mò chi lăng nghi châu mời nữ kiệt cứu sinh gia ai lên tới làng sớm nhớ lại mối đêm thừa châu bé nơi nào để hỏi ca bằng lệ mấy sáng mai
trường tiến gian trần Hãy
bạc quê bạc tươi rớt 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 trên sườn núi sau lưng đèo người đèo ta hát nắng rớt 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 chia là lửa từ chân người đàn băng đàn bên trắng tung tăng bay lửa lửa ta tìm như kiếm hoa đêm trăng tan đưa điên ra đi về đêm trăng tan đưa điên ra đi về trở về giữa bóng chân gian mình nào cũng gọi khôn ngoan cực thời coi mình rồi cho chẳng mà lấy chi trai núi cũng thì chiếc thời núi cười đến xưa đang hoa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chợt trùng trùng phương rơi, nhìn lên ngàn mái hoa kia đón xa ấy hoa đẹp về đây kia đón xa. Đang vui kia đang
ngôi sao cô chờ ra về với tay chào các bé xin hẹn lại vẫn sâu nghiệp cùng vẫn còn nhăn nhổ vài câu vẫn lại xin hẹn sau cô.